Thưa quý vị, những ngày qua mưa lớn trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, Nghệ An khiến cho mực nước tại các khe suối đổ về mạnh. Khu vực thị trấn Mường Xén, một số bản của xã Tà Cạ nước dâng cao, chảy xiết gây ngập cục bộ. Tại một số địa phương khác ở Nghệ An như huyện Con Cuông, Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, nhiều diện tích lúa, ngô và hoa màu bị ngã đổ, ngập trong nước. Một số tuyến đường bị nước lũ chia cắt, có nơi ngập sâu đến gần 1 mét. Lượng nước thượng nguồn đổ về mạnh khiến người dân và phương tiện không thể qua lại. Ghi nhận của phóng viên VTC tại Nghệ An. Từ đêm qua đến sáng nay, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến cho nhiều tuyến đường và khu dân cư tại huyện miền núi Kỳ Sơn, Nghệ An bị ngập lũ, chia cắt. Theo ghi nhận, do đập tràn đi qua bản Hòa Sơn bị chắn dòng, khiến nước lũ tràn vào thị trấn Hòa Sơn gây ngập cục bộ, huyện Kỳ Sơn đã kịp thời bố trí phương tiện để khơi thông cống rãnh. Nếu tiếp tục mưa lớn, sẽ cho phá cầu tràn để nước lũ không tràn vào nhà dân tại thị trấn Mường Xén. Thấy mưa to cái mưa là dân chúng ở đây ai cũng hoảng sợ cả. Đêm hôm là không ngủ được, thì cũng dọn dẹp cái gì nữa được là nhờ anh em làng xóm họ giúp bưng lên gửi đến ngân hàng giúp. Mưa lớn vẫn đang tiếp diễn, nước sông vẫn đang dâng lên. Đặc biệt, huyện miền núi Kỳ Sơn thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét nên rất nguy hiểm. Chính quyền địa phương đã di dời người dân ở các vùng xung yếu đến nơi an toàn, đồng thời cấm biển cảnh báo các tuyến đường ngập sâu. Sau một đêm mưa thì nước lũ đã về từ bắt đầu 8 giờ. Và hiện nay là người dân rất hoang mang vì mưa đang rất to. Trước mắt thì bà con sẽ di dời những đồ dụng cụ dễ để mà thoát khỏi nước ngập. Các lực lượng tại chỗ là vững vế tài sản toàn bộ người dân và di chuyển số trẻ em và người lớn ra những nơi an toàn. Đồng thời thì chúng tôi chỉ đạo máy xử lý máy, ban thường vụ đã cho ý kiến xử lý cái cầu tràn này. Nếu tiếp tục mưa to chúng tôi sẽ đập sập cái cầu này để giảm bớt cái lượng nước tràn về cái khối 1 này. Hiện tình hình mưa lớn vẫn đang diễn ra, nước các con sông vẫn đang dâng lên, cảnh báo nguy cơ lũ trên diện rộng. Hiện một số thủy điện đã tiến hành điều tiết lũ. Ngày hôm nay, chính quyền địa phương đã cho các em học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn. Trước đó ngày 2 tháng 10 năm 2022, tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện biên giới Kỳ Sơn, từng xảy ra trận lũ quét lịch sử, khiến một người chết, hàng trăm căn nhà bị lũ cuốn trôi và vùi lấp, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng.